Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Ông Tổng Thư ký của khối NATO Stoltenberg vừa đưa ra phát ngôn này để cảnh cáo Putin và thông báo với thế giới về sự nguy hiểm của nhà độc tài. Bây giờ là ngày thứ 22 trong cuộc chiến đẫm máu của Putin đang xâm lược và hủy diệt Ukraine, đưa đến cái chết của hàng ngàn người dân vô tội và gần một chục ngàn người lính Nga đã bị chết. Đây là hình ảnh gần 3 triệu người dân Ukraine đã phải rời bỏ tổ quốc của mình để đi tị nạn chiến tranh sang các nước xung quanh, và số lượng này càng tăng lên mỗi ngày. Người đứng đầu của khối NATO Jens Stoltenberg, 62 tuổi, đã trả lời báo chí vào chiều thứ Năm về cuộc chiến mà ông Putin đã phát động vào Ukraine và kế hoạch xâm lược chớp nhoáng đã thất bại hoàn toàn. Ông nói Putin đã mắc một sai lầm khủng khiếp, đó là cuộc chiến của Putin và đó là sự sai lầm lớn nhất của ông ấy. Và đối diện với sai lầm này, chắc chắn Putin phải trả giá rất nặng. Bởi theo ông Stoltenberg, ông ấy đã đánh giá thấp tuyệt đối sức mạnh và lòng dũng cảm của quân đội Ukraine, ban lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine. Họ đã dũng cảm đứng lên chống trả quân xâm lược. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky sát cánh cùng người dân chống lại cuộc chiến xâm lược của Nga do Putin khởi xướng. Điều này gây bất ngờ cho rất nhiều người dân trên toàn thế giới, ngay cả những kẻ độc tài nhất cũng không tưởng tượng được Putin đã làm vậy. Và những kẻ độc tài của Điện Kremlin có lẽ không mong đợi một phản ứng đoàn kết và hiệu quả như vậy từ Liên minh phòng thủ phương Tây NATO. Ông Stoltenberg nói tiếp, chúng tôi đã hỗ trợ Ukraine về tài chính, nhân đạo và cả về quân sự. Ông Stoltenberg nói tiếp rằng, và chúng tôi sẽ khiến Nga phải trả giá rất đắt cho cuộc chiến tàn bạo và vô nghĩa này. Mọi cái dần dần hiện hữu. Nước Nga bị bao vây cô lập trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh các nước trên thế giới cắt đứt quan hệ kinh tế, quân sự và ngoại giao với Nga rất nhiều. Trong vài ngày qua, các báo cáo và cảnh quay kinh hoàng về tội ác chiến tranh do các binh sĩ của Putin thực hiện thay mặt cho bạo chúa ở Điện Kremlin ở Ukraine đã được ghi nhận ngày một nhiều và thêm chồng chất nghiêm trọng. Trong số đó, các vụ đánh bom vào nhà dân, vào trường học, vào bệnh viện, vào nhà hát, vào thành phố Mariupol đang bị bao vây, nguồn cung cấp nước và điện cũng như giết chết rất nhiều thường dân. Và binh lính của Putin cũng bắn vào những người chạy trốn khỏi thành phố này, một tội ác rất dã man. Và những người dân thường đang bị khủng bố bởi chính Putin, kẻ độc tài. Ông Stoltenberg nói tiếp, chúng tôi nghe các báo cáo và thấy các bằng chứng về việc thường dân bị giết. Các bệnh viện đang bị tấn công. Đó là lý do tại sao NATO rất vui mừng vì Tòa án Công lý Quốc tế đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh chống lại loài người do ông Putin khởi xướng và kết quả đã như mong đợi. Đây là hình ảnh Tòa án Tối cao của Liên Hợp Quốc vừa ra phán quyết yêu cầu Nga phải chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tại Ukraine. Sau đó, ông Stoltenberg nói về liên minh quốc phòng của mình. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng không có máy bay NATO nào sẽ được đưa vào không phận của Ukraine để tránh leo thang càng nhiều càng tốt. Ông nói tiếp, nhưng những gì chúng tôi đang quan sát hiện nay ở Ukraine thật khủng khiếp. Nó mang tính hủy diệt. Chúng ta nhìn thấy cái chết và sự hủy diệt. Điều này đang leo thang vượt ra ngoài biên giới. Nếu điều đó xảy ra, thì chúng tôi sẽ chứng kiến nhiều cái chết chóc và tàn phá hơn nữa. Đây là hình ảnh lực lượng quân sự của khối NATO đang dồn về biên giới phía đông của châu Âu để bảo vệ các nước thành viên của mình. Sau đó, ông cũng cảnh báo trực tiếp với ông Putin về sự leo thang như vậy bên ngoài lãnh thổ Ukraine như sau. Chúng tôi có các lực lượng ở các mức độ sẵn sàng khác nhau. Trong số đó có 200 tàu chiến và hơn 100 máy bay chiến đấu túc trực trên lãnh thổ của NATO. Và ngoài ra, một số binh sĩ trong số này đã sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Ông nêu ví dụ về các nhóm chiến đấu ở Litva dưới sự lãnh đạo của Đức, Latvia, Estonia và Ba Lan. Ông nói, chúng tôi hiện cũng đã thiết lập một số ở Romania và chúng tôi sẽ gửi nhiều hơn đến phòng tuyến phía đông của Liên minh và chúng tôi sẽ tăng cường chúng. Chúng tôi cũng có máy bay và tàu chiến luôn sẵn sàng, ông Stoltenberg đã nói, bởi vì chúng tôi bảo vệ các đồng minh của mình và chúng tôi củng cố an ninh vì nó là an ninh của tất cả các đồng minh. Đối với điều này, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết, ông nói. Kính mời các bạn xem bản tin Chó săn máu Kadyrov của Putin tức giận tấn công Musk. Ông chủ của Tesla, Musk năm nay 50 tuổi, là người giàu nhất thế giới và nổi tiếng vì sự hài hước của mình. Với sự hài hước đó, giờ đây anh ta đang phản ứng trước những lời lẽ tức giận của Tổng thống Chechen Ramzan Kadyrov, 45 tuổi, vốn là một tay sắt máu chuyên phục vụ Putin tấn công những nơi mà Putin muốn. Đây là hình ảnh Tổng thống Chechen Kadyrov tức giận công kích Musk. Ông chủ Tesla Elon Musk, năm nay 50 tuổi, lại một lần nữa pha trò cười trên trang Internet và ông không thể để mất bình tĩnh trước nhà độc tài người Chechen Kadyrov, người trung thành hết mực với Putin. Hắn vốn là tên chó săn khát máu của Điện Kremlin đã tỏ thái độ giận dữ chống lại Musk trên kênh Telegram của mình. Đây là hình ảnh ông chủ Tesla Elon Musk tài trợ ngay hệ thống Internet tốc độ cao trên vệ tinh cho chính phủ Ukraine khi bị quân xâm lược Nga bao vây và phá hoại nền tảng Internet của mình. Xuất phát điểm, vào hôm 14 tháng 3, ông chủ Tesla đã thách đấu với Vladimir Putin, 69 tuổi, bạo chúa của nước Nga vì Ukraine. Ông nhấn mạnh, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Kadyrov, một người Hồi giáo, giờ đây đã chia giễu trên trang Telegram rằng Elon Musk, một lời khuyên rằng đừng có đọ sức mình với Putin, hai người ở hai thứ hạng hoàn toàn khác nhau. Putin sẽ tỏ ra mất đi tinh thần thượng võ nếu ông ta đánh bại Phọt Cứt Già, một đối thủ yếu hơn ông ta nhiều. Đây là lời lẽ của tay khát máu này. Đây là hình ảnh quân lính của Kadyrov nổi tiếng với sự hung hãn, tàn bạo và giết người không gớm tay đã gây ra rất nhiều tội ác. Ông chùm người Chechnya tiếp tục bài xích rằng đó là lý do tại sao bạn cần phải tăng cường cơ bắp của mình để biến đổi từ Elon eo là thành Elon tàn bạo mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, Kadyrov đã đề xuất nhiều khóa huấn luyện đa dạng cho tỷ phú rằng, ví dụ như tập luyện trong quân đội ở Chechen chẳng hạn. Và Musk đã thay đổi tên trên trang tweet của mình. Đây là hình ảnh tweet của Musk. Như thường lệ, Musk thường phản ứng một cách lạnh lùng trước những lời nói giận dữ của ông trùm người Chechen. Ông viết trên trang tweet của mình như sau. Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng sự huấn luyện xuất sắc như vậy sẽ mang lại cho tôi một lợi thế quá lớn. Ông chủ hãng xe Tesla tiếp tục nói rằng, nếu ông ấy, tức là Putin, sợ cuộc đấu, tôi sẽ đồng ý chỉ sử dụng tay trái cho dù tôi không thuận tay trái. Sau đó, ông ta nhanh chóng đổi tên của mình trên trang tweet thành Elon Musk. Đây là hình ảnh Putin thường có thói quen khoe khoang cơ bắp của mình bất kỳ khi nào khi có cơ hội. Doanh nhân này đã tham gia vào cuộc chiến ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine và ngày một trở nên dữ dội, đưa đến cái chết của hàng ngàn thường dân Ukraine và tàn phá nhiều thành phố của nước này. Đáp lại lời yêu cầu từ Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số của Ukraine về việc cung cấp cho đất nước này một kết nối Internet ổn định, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Musk đã thiết lập kết nối Internet mong muốn của Ukraine bằng vệ tinh Starlink tại dự án SpaceX của mình.